Thuở ấy khi xưa có một vị danh tướng, người ấy tên Trần Quốc Tuấn, là Đức Thánh Trần. Từ thuở loạn lý cha Trần Liêu mang thù oán với vua, trước lúc qua đời nói rằng con phải lấy được Sơn Hà thì ta nguôi lòng. Từ bé thông minh nên đã được Thủy Ba công chúa dành sức dương dùng binh pháp văn võ hơn người. Vào một mùa xuân năm 1258 tháng giêng, quân Nguyên xâm lược nước mình đem theo 50.000 quân tình và đã thua trận. Quân Nguyên mong khi xưa ai có biết hay không, quân Nguyên mong khi xưa là lớn nhất năm châu, quân Nguyên mong khi xưa là đế quốc hùng cường mà nay bị đánh đến cho bay màu. Huệ Túc khi xưa xem vận mệnh cuộc đời của Trần Quốc Tuấn, bà đã thốt lên rằng Quốc Tuấn là đấng thiên tài. Những ngày đầu năm của mùa xuân năm 1285, đem 50.000 quân lực quân Nguyên tiếp tục xâm lược và vẫn thua cuộc. Từ đó thoát hoan sạch quân mà đội đầu chạy trốn, nằm dưới ông Đồng còn tòa đô bị giết với Lý Hằng. Bỏ qua ân oán coi trọng nghĩa với xa tắc quốc gia, sau vua ban tặng chức vị tiếp Che Va Trần Hưng Đạo, đại vương oai hùng. 3 năm sau quân Nguyên sang đánh tiếp quân ta, 3 năm sau quân Nguyên hồ báo tấn công qua, 50.000 quân Nguyên còn có môi cay nịt bị Hưng Đạo đánh đến cho tơi bời.